Nhắc đến quê hương Vĩnh Lợi anh hùng, không chỉ những người cao niên mà cả thế hệ trẻ ở đây không chỉ rất đỗi tự hào về những tấm gương anh hùng vượt lên mọi hy sinh gian khổ. Những người nông dân tay lắm chân bùn kiên cường bám đất bám quê, chiến đấu chống lại sự càn quét đánh chiếm của địch. Mà còn nhắc đến những căn hầm bí mật tránh bom, hầm bí mật nuôi giấu cán bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trải qua sự khắc nghiệt của thời gian cũng như mưa bom bão đạn của quân thù, nhưng căn hầm vẫn đứng vững an toàn trong sự chở che bảo vệ của bà con nơi đây. Hầm không chỉ là nơi trú ẩn mà trong ký ức của nhiều người, nó còn là nơi thể hiện tình người trong thời chiến. Những ngày tháng 4, chúng tôi về xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm khó quên trong ký ức của những người từng tham gia phong trào đấu tranh cách mạng những năm 1960-1975. Đây cũng là vùng trọng yếu, giao nhau với nhiều địa điểm quan trọng và góp phần làm nên những chiến thắng dễ dàng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khu vực ấp Bà Chăn A, xã Châu Thới là nơi có nhiều hầm trú ẩn tránh bom đạn mà mỗi lần họp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng vẫn thường nhắc lại để nhớ về một thời oanh liệt đã qua. Ông Khưu Văn Mến dẫn chúng tôi đến khu vườn còn lưu giữ nhiều hầm trú ẩn ở ấp Bà Chăn A. Đoạn đường từ ngoài lộ vào khu vườn còn đó những nét hoang sơ, cây tạp nhiều. Ông Khưu Văn Mến là một trong những người trực tiếp tham gia đào hầm bí mật tránh bom đạn, cho biết hồi chiến tranh, khu vực này nhà thưa vắng, địa thế như vậy mới giữ bí mật và bảo đảm an toàn. Nhắc nhớ về những căn hầm trú ẩn tránh bom đạn, người cựu binh 73 tuổi này cho biết thời điểm khoảng năm 1964, địch ra sức dồn dân lập ấp chiến lược càn quét nhằm lấy lại địa bàn và dằn mặt quân cách mạng. Cán bộ cách mạng phải rút vào hoạt động bí mật để củng cố tình hình, nên rất cần những địa điểm an toàn để trú ẩn. Thế là nhu cầu đào hầm được đặt ra, để từ đây quân ta tổ chức các đợt chống càn khi địch hành quân. Khu vườn này rộng hơn 1.000 mét vuông, có một hệ thống gồm vài chục hầm trú ẩn. Hiện nay chỉ còn lại vài hầm. Ông Khưu Văn Mến vẫn còn nhớ rất rõ vị trí của từng căn hầm. Nơi đây, ông cùng anh của mình đào hơn 10 căn hầm để tránh lúc nguy cấp, làm nơi ẩn nấp cho cán bộ. Ông chỉ cho chúng tôi tường tận những nơi có hầm cạn, có hầm sâu. Tận mắt nhìn thấy những căn hầm trú ẩn tránh bom đạn ở đây mới khâm phục tài nghệ làm hầm của ông cha thời điểm đó. Để đảm bảo tuyệt mật, công việc đào hầm chỉ được tiến hành vào ban đêm. Ở đây có nhiều loại hầm, nhưng phổ biến là hầm cá trê, hầm bằng lu, hầm bí mật. Miệng hầm chỉ rộng vừa thân người, chiều rộng khoảng 1,5 mét, dài gần 2 mét, để trú ẩn cá nhân và vài người trú ẩn có lỗ thông gió để hít thở. Trước phải đà cây xong xuôi mình đất mình đắp cao lắm, nó dày cỡ 7-8 tấc lận à, chứ đâu có đắp mỏng được. Mình làm nó xong rồi bắt đầu mình mới sên mương mình dục lên cho nó dung lên, chứ không đào không thì nó lính nó thấy cái chết luôn. Dục lên đào mương, sên mương dục lên bích lên, cái bắt đầu cái nắp trong đó mình chung dưới nước mình làm cái kéo một cái bứng cái bụi gán á, cái mình cột cái đầu lại chung vô là mình nắm cái đầu gán á, mình dịch vô đặng bích nắp hầm. Mình phải làm lỗ hơi phải có cái thật, làm lỗ hơi cái thật là mình làm ở trên gió là mà phải làm xuống dưới gió, thí dụ trên 3 lỗ dưới gió mình làm 2 lỗ được, là gió chiều nào nó cũng hút qua lại hết, chứ không có lỗ hơi là như là chút hả. Thì khoét ở dưới mé mương, khoét vô mới khoét trở lên, thế lên giữa một chút bắt đầu mình mới khoét một lỗ rồi mình chung xuống nè, rồi bắt đầu mình làm mua cái son cái mình trồng một bụi trúc lại, trồng chút vô son cái mình đem để vô trong đó, rồi tưới nước hàng ngày nào không phải tưới, không tưới nó chết. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ cách mạng, người làm hầm đã ngụy trang một cách tài tình, che mắt quân địch. Những căn hầm tồn tại qua cuộc kháng chiến, qua nhiều phen mưa bom bão đạn mà chưa một lần bị kẻ thù phát hiện. Chính hệ thống hầm này đã che chở, tránh bị kẻ địch phát hiện, luôn an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện cho nhiều đồng chí cách mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi đến thắng lợi hoàn toàn.
mình mới sống còn tồn tại tới giờ, chứ không có hầm mà kỹ thuật làm hầm bây giờ là mình không sống được. Nói chung là dân ở đây không có hầm là chết, chịu không nổi. Cái quê hương xã Châu Thới nói chung và cái quê hương ấp Bà Chân A là cái nơi, là cái nôi của cách mạng, nuôi dấu cách mạng, nuôi dấu những đồng chí, những cô chú bác, những người hoạt động cách mạng, các đơn vị lực lượng bộ đội, công an. Do đó thì cái nơi này là cái nơi giặc guồng bố rồi đánh phá hết sức là ác liệt. Và sau đó thì đến năm 1969 thì quân và dân nơi đây cũng lập bàn thờ để thờ Bác Hồ. Thì đó là cái những cái mà phải nói rằng là thu hút những cái hoạt động đánh phá rồi gây chiến tranh rồi bom đạn rất là lớn đối với người dân của ấp Bà Chân A, xã Châu Thới. Thì trong những cái hoàn cảnh đó thì dân và quân của xã Châu Thới rồi của ấp Bà Chân A đã kiên cường đứng lên để đấu tranh, rồi xây dựng những cái cơ sở bí mật, trong đó có những cái hầm hố để nuôi giấu những người hoạt động kháng chiến, hoạt động cách mạng và người dân. Từ chỗ đó thì phải nói rằng là khi chúng ta thấy được những cái căn hầm bây giờ hiện tại còn hiện hữu nơi đây, tái hiện lại, thì chúng ta cũng thấy được cái một cái trang sử hết sức là hào hùng, vẻ vang và cái sự bám trụ kiên cường bất khuất của người dân Bà Chân A cũng như người dân xã Châu Thới trong suốt cái thời kỳ kháng chiến. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của không ít người Vĩnh Lợi nói chung, người dân xã Châu Thới nói riêng vẫn vẹn nguyên khí thế hào hùng năm tháng chiến tranh chống đế quốc Mỹ. Nhiều dấu tích lịch sử xưa nay đã nhường chỗ cho các công trình hiện đại để thực hiện mục tiêu phát triển ngày càng giàu đẹp. Nhưng cũng vẫn còn đó những căn hầm minh chứng cho thời chiến tranh đã qua. Châu Thới ngày nay đã xóa dần những dấu tích của một thời đau thương, mất mát do chiến tranh, khoác lên mình diện mạo, sắc dốc mới. Nông thôn phát triển, người dân áo ấm, cơm no.